Tiếng chỉ rubric structure này thì ngọt nhé, ok, các bạn nhé.
Ok, bắt đầu chẳng hay dương cho từ freehand tool cái đó dương cho về môi tiền máy dương lại nó cái dương vô lại trên này cái nào mà biết bật viên một mình mà ok bắt đầu chẳng hay dương cho từ shape tool với dương thua cả sẽ đây vì này chương dương convert về to curl ok ta ở cứ structure bây giờ cứ viên là cái nào bạn đánh cái dương dương chạm bộ về máy có số dương no stroke ok và tôi mà tiếp cái dương copy về trên cái hàng cao mùi mà nhưng thì về một hàng cao mà dạng sẽ làm mùi thật thế dương ai chạm qua FC như ở bia hải dương đã bị cho một nồng này mà. Ok chứ cứ bạp nắng và tôi mà tiếp cái dương thì ca chạm bộ nó cứ bộ rồi bảo kê nè chắc cái dương chạm phố cái dương prao là gradient đại dương cho từ lời interactive field tool hay dương dọc viên này chỉ fountain field nè thế để sai nhận cho từ lời rút tiếng anh này sẽ lấy tiếng anh này khi cho mùi nam muốn các bạn này dương cho lâu em chạm đam bị khang lưu mà cầm chẳng cho từ lời interactive field tool cho từ lời fountain field nè hay dương chạm color mà color cái dương ảnh copy color của bạn dương thua cả sẽ lấy color cho mấy của bạn ok ta dùng copy color tạm thì mà ok trong lãnh cứ color mùi này hay khăn khăn phố số này cứ dùng đồ color đại mà cứ phố mùi này ok chẳng gì hình bật tốt tiết cứ dùng cho từ lưu object mùi này vĩnh hay dùng browse interactive field thật đá hay dùng cho từ lưu fountain field hay dùng chạy color được kỳ đàn ok ta lấy rồi rồi lấy chẳng chỉ hình bắt đầu mà tiết cái gì đặt nơi background ok background cái gì rectangle tool ta đã dùng tiền gì phần này mà ok chẳng dùng order with to back backup layer ok tâm tiết cái gì ra nơi tool mới này hay dùng chặt color vậy mà color bảo biết cái gì đặt chế nó hay trong loại này cứ được cái này dương copy color mùi này ok dương màn chẳng hãy dương ảnh lọc background này sẵn ok tao mất cứ nhóm select layer tăng phần này hai nhóm group viết group hai cứ bạp này mất ok và tao mất tiếp cứ dương chạm nơi này small thằng cầm này shadow dương pra nữ ellipsoid mùi máu một thứ cả cù thì là những cù và nắng chắc hay nhóm đặt color với cù bọc mà hay khi nhóm cho từ lơ effect giờ biết thả blur giờ biết thả caution blur ok ok là nhóm giờ blur và nắng và tóm tiếp khi nhóm đặt opacity vào viết cứ nhóm cho từ lời này transparency tool mà cứ nhóm tiền về ok chẳng cứ về tranh chỉ lại cái nạn sao màu của bạn này. Ok à lấy cái dương rồi rồi lấy cái dương cái tụi bạn lại cái nạn bạn nấy ca bóng phôn là cầm lên cho mấy mà chỉ cần lấy muối chấm nuôi đó này thì nó cái thằng ca design thành được ok chụp nên là video của tôi tiếp sau một con.